Mặt trời vừa mới nhô lên trên Eagle Pass, thành phố nằm trên biên giới Mexico, Mỹ. Khung cảnh có vẻ yên bình, thế nhưng dưới dòng sông Rio Grande là cả một cuộc chiến sinh tồn. Kỹ năng vượt dòng nước xiết chỉ đơn giản là nắm tay nhau. Một người mẹ và đứa con một tuổi đã không thể chống lại dòng nước. Người mẹ bơi được vào bờ, còn đứa trẻ may mắn được một người di cư khác tóm kịp. Sợi dây này có ý nghĩa như một chiếc phao cứu sinh. Những tiếng vỗ tay vang lên mừng cuộc giải cứu thành công. Thế nhưng bên kia bờ sông Rio Grande là một thử thách khác mà những người di cư phải đối mặt. Những cuộn dây thép gai không thể tháo rời. Biện pháp mới nhất của chính quyền bang Texas, Mỹ nhằm ngăn chặn dòng người di cư. Chúng tôi có con nhỏ, nhưng chúng tôi không có thức ăn, không có nước uống. Chúng tôi chỉ muốn vượt qua thôi. Những cảnh tượng thót tìm như vậy lại xảy ra hàng ngày ở biên giới phía nam nước Mỹ, nơi hàng ngàn người vượt biên mỗi ngày để tìm kiếm giấc mơ Mỹ của riêng họ, bất chấp những nguy hiểm đối với bản thân. Giữa cái nóng sấp xỉ 38 độ C, để tránh tình hình trở nên tồi tệ hơn, lực lượng biên phòng Mỹ cuối cùng đã phải cắt dây thép gai để những người di cư đi qua. Đây là ví dụ điển hình về những gì chúng ta đang chứng kiến ở biên giới phía tây nam nước Mỹ hiện nay. Đây là một điểm nóng về di cư, nhưng những gì diễn ra chỉ là một ngày bình thường ở biên giới mà thôi. Người di cư được đưa đến trung tâm tạm giữ, sau đó bị hồi hương hoặc chờ đợi một thời gian dài để được xem xét giấy tờ. Kết thúc năm tài chính 2023 vào ngày 30 tháng 9, Mỹ ghi nhận một con số kỷ lục, 2,2 triệu người bị chặn lại ở biên giới phía Nam, cho thấy thách thức to lớn mà chính phủ Mỹ phải đối mặt trong việc giải quyết vấn đề nhập cư.